Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức hàng năm từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6. Tháng hành động vì trẻ em nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, lắng nghe trẻ em nói. Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, lắng nghe, cân nhắc, đáp ứng và phản hồi ý kiến tới trẻ em. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em,